Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Hội nghị có sự tham gia của hơn 150 doanh nghiệp trên địa bàn. Tại buổi đối thoại, các doanh nghiệp đã thẳng thắn chia sẻ, đặt nhiều câu hỏi, nêu ra những khó khăn, vướng mắc xung quanh việc giải quyết chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, vấn đề quan tâm nhất là quyền lợi, nghĩa vụ, thủ tục đóng, các khoản được khấu trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân, quy định về lao động, tiền lương, hợp đồng lao động, hưởng trợ cấp thất nghiệp, thông tuyến huyện trong khám bảo hiểm y tế, chế độ ốm đau, nằm viện, thai sản, chốt sổ bảo hiểm xã hội, trùng giai đoạn đóng bảo hiểm y tế. Tôi thấy là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay đem lại cho tôi khá là nhiều những cái kiến thức cũng khá là bổ ích. Những cái câu hỏi từ các doanh nghiệp bạn và doanh nghiệp tôi có những câu hỏi thì đã được cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời và giúp cho tôi có được những cái kinh nghiệm để giải quyết những vấn đề sau này. Tôi nghĩ là những cái chương trình này nên được tổ chức thường xuyên để các doanh nghiệp có thể trực tiếp đối thoại cùng với lại các cơ quan nhà nước. Từ đó thì khi người lao động có những câu hỏi liên quan đến vấn đề trên thì tôi cũng có thể trả lời một cách trôi chảy và có thể đưa được người lao động được yên tâm hơn để làm việc. Qua cái giải đáp của cơ quan bảo hiểm xã hội Đồng Nai thì đã giúp cho em hiểu rõ được cái việc mà thông báo như thế nào cho người lao động để họ có cách dừng hưởng bảo hiểm thất nghiệp và công ty có thể báo tăng được bảo hiểm xã hội cho họ. Về cái bản thân công ty của tụi em sau ngày hôm nay, tụi em cũng sẽ tổng hợp những cái kiến thức, hướng dẫn lại thông tin cho người lao động để họ được hiểu hơn, rõ hơn về quyền lợi của họ. Và em hy vọng rằng trong tương lai mình cũng sẽ có nhiều buổi hội nghị như vậy hơn để cho tụi em được hỗ trợ, được giải đáp thắc mắc cũng như là được học hỏi thêm các kiến thức. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, hội nghị đối thoại đã thực sự trở thành diễn đàn trao đổi, hỗ trợ và chia sẻ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, các ngành liên quan và các đơn vị sử dụng lao động để kịp thời tháo gỡ, giải quyết nhanh nhất những khó khăn, từ đó tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo đầy đủ quyền lợi thiết thực cho người lao động theo quy định. Tại cái buổi đối thoại hôm nay thì bạn góc độ về cơ quan bảo hiểm xã hội của tôi thu thập rất nhiều thông tin. Thứ nhất đó là trong quá trình tổ chức thực hiện thì đơn vị vẫn còn nhiều cái vướng mắc, chưa hiểu được, chưa nắm được các cái quy định chính sách liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Do đó trong cái thời gian tới tụi tôi sẽ có các cái chương trình, có những kế hoạch để nhằm truyền thông, nhằm chia sẻ những cái quy định mới cũng như là những cái chính sách mới để cho doanh nghiệp ngày càng hiểu được nhiều hơn cũng như là hiểu sâu hơn để thực hiện, tổ chức thực hiện cho nó đúng. Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã được phổ biến những thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ và các quy định liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đối tượng đóng, mức đóng, thủ tục đóng và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, các quy định về lao động, tiền lương, hợp đồng lao động, trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động, các chính sách thuế cũng được làm rõ. Đặc biệt, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã lập biên bản làm việc, hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, đăng ký, tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Trường hợp các doanh nghiệp sau 10 ngày kể từ ngày tham dự hội nghị mà không tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiến nghị cơ quan thẩm quyền thẩm tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xử lý vi phạm, yêu cầu khắc phục hậu quả vi phạm.